Nhật Kim Anh khiến cộng đồng mạng lo lắng vì bệnh cũ tái phát. Nhật Kim Anh là cái tên không xa lạ gì với các khán giả cả nước. Mới đây, cô khiến cộng đồng mạng hốt hoảng vì các bài đăng mới trên trang cá nhân. Nữ nghệ sĩ đã nhập viện vì có triệu chứng sốt, ho, bệnh xoang tái phát, là một ngôi sao quen thuộc của showbiz Việt, nên nhất cử nhất động của cô luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Tin tức nữ nghệ sĩ nhập viện đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, rất đông bình luận để lại bên dưới bài đăng động viên hỏi han sức khỏe của cô. Không để tin tức đi quá xa, Nhật Kim Anh nhanh chóng cập nhật thêm bài đăng mới nhằm tiết lộ tình hình sức khỏe đã tốt lên. Cô đã trở lại trường quay để hoàn tất lịch trình của mình. Phải chăng cường độ làm việc dày đặc đã khiến cô trở nên bệnh như vậy? Nhật Kim Anh là nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt, không chỉ thành công ở vai trò ca sĩ mà kể cả khi cô nàng lấn sang sân diễn xuất cũng gặt được rất nhiều thành công vang dội. Thêm vào đó, cô còn là một doanh nhân thành đạt khi làm chủ của hai công ty về mỹ phẩm. Cô cũ Nhật Kim Anh mong có con gái, muốn tìm người để hợp tác sau tin đồn tái hợp cùng vợ cũ. Sau nhiều năm tranh chấp và kiện tụng mệt mỏi để giành quyền nuôi con, Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc đã xóa bỏ hiềm khích, cùng nhau hòa thuận chăm sóc con trai Bửu Long. Vừa qua, cặp đôi còn đi du lịch nước ngoài cùng nhau để quý tử có thể hưởng trọn vẹn niềm vui bên hai đấng sinh thành. Chuyến xuất ngoại đầu tiên của mẹ con mình, như mẹ đã hứa, con học giỏi có giấy khen là sẽ được thưởng chuyến du lịch cùng ba mẹ. Và giờ mẹ đã thực hiện lời hứa nhé, con phải cố gắng học hỏi và chăm ngoan hơn nữa, Nhật Kim Anh chia sẻ. Đáng chú ý, mới đây khi nói chuyện vui vẻ cùng Lê Phương, chồng cũ Nhật Kim Anh, doanh nhân Bửu Lộc muốn có con gái. Tuy nhiên, khi nữ diễn viên hào hứng hối thúc anh sớm có nhóc tì, thì chồng cũ Nhật Kim Anh lại bày tỏ chưa tìm được đối tác phù hợp. Từ ngày khép lại chuyện tranh chấp quyền nuôi con, mối quan hệ giữa Nhật Kim Anh và doanh nhân Bửu Lộc cũng dần trở nên tốt hơn. Ngoài việc đình chiến bắt tay làm bạn, cả hai còn vui vẻ cùng nhau đi du lịch nước ngoài với quý tử. Tuy nhiên, trong chuyến du hí lần này, cả hai thường xuyên bị lộ nghi vấn cương vỡ lại lành khi liên tục thể hiện sự thoải mái, thân mật trong cùng khung hình, thậm chí còn bị soi ra hành động kề cận quát vai nhau giữa Nhật Kim Anh và chồng cũ. Không những thế, trong bộ ảnh vui đùa cùng con trai trên giường ngủ khách sạn được Nhật Kim Anh đăng tải, dân tình tinh ý phát hiện ra chiếc giường đôi khá to bên cạnh giường của nữ ca sĩ. Ngay lập tức cư dân mạng liền cho rằng diễn viên lời sám hối cùng chồng cũ đã bút chung phòng để ở cùng nhau với mục đích khiến con trai cảm nhận được không khí gia đình đầm ấm. Điều này khiến người hâm mộ hy vọng cặp đôi sẽ tái hợp và mang lại tổ ấm trọn vẹn cho cô tin. Về phía Bửu Lộc, khi một người quen hỏi về chuyện tái hợp với Nhật Kim Anh, anh nói thẳng quan điểm, không nha, đi chơi với tin cho đủ cha đủ mẹ cho nó vui thôi. Về phía Nhật Kim Anh, nữ diễn viên cũng bày tỏ rõ thái độ về vấn đề quay lại với chồng cũ và cho con trai một gia đình thật sự. Như vậy là đủ vui và hạnh phúc, hòa bình rồi, nhiều khi hàn gắn lại không được vậy đâu ạ. Có thể thấy cả hai rất cứng rắn với quyết định chọn làm bạn giữa mối quan hệ thân thiết vì quý tử. Đôi khi đó cũng là một hành động đúng, vì nếu đã chọn đường ai nấy đi thì rất khó tái hợp để cảm nhận tình cảm sâu đậm như trước kia là chuyện không hề dễ dàng.